tại khách sạn Queen, công ty liên doanh bột quốc tế Intermix đã ký kết hợp tác cùng với công ty truyền thông và tổ chức sự kiện Nhật Anh. Hai bên sẽ đồng triển khai các hoạt động trong dự án Gương mặt Việt Nam với nhiều hạng mục. Theo đó, chương trình giao lưu nghệ thuật truyền cảm hứng sẽ là điểm nhấn quan trọng của dự án Gương mặt Việt Nam. Chương trình được ghi hình thời điểm cuối năm và phát sóng vào tuần đầu tiên của mỗi dịp năm mới trên sóng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật và giải trí, chương trình là sự hội ngộ của những gương mặt ấn tượng với nhiều dấu ấn trong năm trên nhiều lĩnh vực. Đó cũng là những con người đã có những câu chuyện lay động cộng đồng. Theo biên bản ký kết, công ty liên doanh bột quốc tế Intermix với thương hiệu Miko Hương Xưa sẽ là nhà đầu tư tài trợ các hoạt động của dự án. Đơn vị triển khai là công ty truyền thông và tổ chức sự kiện Nhật Anh. Tại sự kiện, ekip sản xuất đã công bố chủ đề mùa đầu tiên là viết tiếp những điều dung dị. Những nghệ sĩ và khách mời tham dự cũng đã được bật mí. Đơn vị sản xuất cũng đón nhận giấy chứng nhận quyền tác giả từ Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.